Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Bà Rịa khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026, Tổ đại biểu số 8 Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp xúc với gần 60 cử tri phường Phước Hiệp. Tiếp xúc với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Bà Rịa, cử tri phường Phước Hiệp kiến nghị thành phố sớm nâng cấp, bê tông hóa một số tuyến hẻm trên địa bàn, sửa chữa thay mới hệ thống đèn chiếu sáng đường Nguyễn Đình Chiểu. Cử tri cũng phản ánh người dân phải tự lên phường để nhận thẻ căn cước công dân gắn chip, dù trước đó đã đóng phí dịch vụ chuyển phát qua bưu điện về tận nhà. Do đó, ngành chức năng cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vấn đề này. Ngoài ra, các vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh trang đô thị, an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường cũng được cử tri kiến nghị phản ánh.